Ngày hôm nay tôi hân hạnh quay trở lại để gửi tới quý thính giả với một câu chuyện ngắn đã xảy ra đầy bất ngờ không thể nào tin tưởng. Thấy mẹ người yêu đi ăn sinh, tôi liền gọi điện chia tay con gái bà và cái kết bất ngờ. Cái kết bất ngờ trong câu chuyện này ra sao? Sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe chi tiết. một lần sang phòng thủy đón em đi chơi vừa đến đầu ngõ tôi giật mình hoảng sợ thấy người nào đó rất giống mẹ thủy ăn mặc rách dưới cầm chiếc nón rách tả tơi đi ăn xin từng đồng lẻ một yêu nhau hơn một năm lần đầu tiên tôi đòi thủy đưa mình về nhà cô ra mắt thủy vui mừng gật đầu đồng ý luôn dù gì em và tôi cũng đã xác định cưới nhau thì sớm muộn gì cũng phải về ra mắt ba mẹ thủy thủy hứa hẹn với tôi rằng cuối tháng này sẽ thu xếp công việc và báo gia đình để tôi về nhà em chơi nghe thủy nói qua nhà em cũng có điều kiện và bố mẹ cũng là quan chức ở tỉnh tôi thích lắm nhà tôi vốn dĩ đã nghèo rồi nên tôi đã xác định tư tưởng phải cưới một cô vợ giàu có để đổi đời và thiên hạ không còn khinh trẻ gia đình tôi nữa. Đó cũng là lý do một thằng đàn ông đào hoa như tôi lại yêu và xác định cưới một cô gái dung mạo bình thường như Thủy. Tôi chưa gặp mặt bố mẹ Thủy ngoài đời, nhưng xem những bức ảnh em chụp chung cùng gia đình, nếu có gặp ngoài đời, tôi sẽ nhận ra hai bác ngay. Nếu làm con rể nhà giàu, thì chẳng mấy tôi có xe hơi, nhà đẹp mà ở thế nên tội gì không lấy gái giàu về làm vợ một lần sang phòng thủy đón em đi chơi vừa đến đầu ngõ tôi giật mình hoảng sợ thấy người nào đó rất giống mẹ của thủy ăn mặc rách dưới cầm chiếc nón rách tả tơi đi ăn xin từng đồng lẻ một tôi đứng chết chân ở đó nhìn bà một lúc thật lâu rồi lấy hết dũng khí ra bắt chuyện và xác minh xem bác ấy có phải mẹ của thủy hay là không bác này bác cho cháu hỏi một chút bác có phải là minh mẹ của thủy không vâng sao cậu lại biết mẹ con tôi vậy cậu quen con gái tôi à à không cháu chỉ là bạn của thủy mà thôi ạ à. thế à cậu có thể làm ơn làm phước cho tôi vài đồng lẻ mua cơm được không tôi tôi đói quá Cháu nghe qua nhà bác giàu lắm cơ mà Sao bác lại đi ăn xin như thế này? Giàu có Thì tôi đâu đến nỗi ngửa tay xin tìm người khác như thế này Nhà tôi nghèo lắm cậu à Có ngôi nhà lá Thì mới đây cũng bị người ta trấn nợ rồi Giờ thân già này không làm ăn được Nên theo con gái đến đây để ăn xin qua ngày Thế à? Cháu chỉ có 10 ngàn này thôi bác cầm tạm nhé. Tôi rút trong ví ra đưa tiền cho bà cụ đó, rồi quay xe rồ ga đi thẳng không vào đón Thủy đi chơi nữa. Về đến nhà, tôi gọi điện cho Thủy đòi chia tay. Tất nhiên, cô ấy rất ngạc nhiên vì điều này. Vì hết yêu, chia tay rồi nên tôi nói thẳng mọi chuyện để cả hai không còn vương vấn. Mình chia tay em nhé. Anh không ngờ em lại lừa anh một cú ngoạn mục như vậy Em nói nhà em giàu có Bố mẹ em làm ông này bà kia Vậy mà hôm nay anh gặp mẹ em đi ăn xin Và ngửa tay xin anh tiền đấy Xin lỗi em Anh không thể cưới một người nghèo hèn Và giả dối như thế Anh Em làm thế Vì yêu anh mà thôi Chẳng lẽ anh không thể yêu một cô gái nghèo như em được hay sao Không nhà anh đã nghèo rồi anh không muốn cưới người nghèo và làm vợ để người ta khinh nữa thế sao vậy ngày mai anh hãy đến quán cà phê nói chuyện một lần nữa rồi chúng ta chia tay cúp máy tôi vô cùng bực nhọc về chuyện chiều nay cứ ngỡ là vớ được gái nhà giàu ai ngờ lại suýt nữa cưới nhà vợ nghèo đến mức ấy thôi thì quyết định chia tay rồi tìm người con gái khác giàu có yêu cho nó sướng Ngu gì mà lấy gái nghèo Hôm sau đúng giờ hẹn tôi đến quán cà phê đó gặp em Vừa bước vào trong tôi sững người Nhìn bà cụ hôm qua ăn mặc diện dạng Ngồi nhâm nhi trả với con gái Không hiểu được chuyện gì xảy ra Tôi vội kéo Thủy ra hỏi chuyện Thì mẹ Thủy đã lên tiếng Tôi không ngờ cậu lại ham tiền đến vậy Ngày hôm qua cậu gặp tôi Chỉ là tôi giả ăn mày để thử thách người đàn ông Mà con gái tôi chọn làm chồng thôi Nhưng nó đã lầm khi yêu cậu Nói cho anh biết Nhà tôi không nghèo Và còn giàu hơn những gì cậu biết Tôi muốn cậu hiểu một điều Đàn ông không tự lực cánh sinh Mà kiếm tiền Cứ đi lừa lấy con gái nhà giàu Mong đổi đời thì cũng không tồn tại được trong cái xã hội này lâu đâu, bác. bác nói thế là sao ạ? À? Hôm qua con có cư xử sai gì đâu ạ? À? Không sai ạ, à, cũng đúng thôi. người hám giàu như anh biết sai là gì chứ? nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh đã chia tay con gái tôi. anh cũng yên tâm, nó đã có người khác theo đuổi và si mê nó ba năm nay rồi. Mẹ tôi nói đúng đấy Tôi sẽ không giải khở yêu Và cưới người như anh nữa Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi Còn anh cứ ôm giấc mộng đổi đời Bằng cách lấy gái giàu đi Chắc anh chẳng bao giờ biết Tình yêu thực sự là gì nhỉ Mẹ con Thủy đứng dậy Lên xế hộp đi về Tôi ngồi ngẩn người ở quán Không nói được câu gì Hóa ra mẹ vợ tương lai đi ăn xin là cái bẫy để thử lòng tôi ư? Sao tôi lại có thể ngu dại đến như vậy? giờ thì hết rồi, mọi thứ đã mất hết, rồi tiếng tâm tôi ham dạo lừa gái các kiểu đồn ra ngoài, liệu ai còn dám lấy tôi nữa hay không? thế nên các bạn ạ, à, hãy lấy câu chuyện của tôi là một bài học, đừng ham giàu sang mà để mất niềm tin, tình yêu của người khác dành cho mình giàu có chỉ cần có năng lực và thời cơ là được nhưng tình yêu và niềm tin mất đi rồi thì mãi mãi không tìm được nữa đâu vâng một câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ lại về tình yêu của mình và vì anh ta là một kẻ hám giàu luôn lợi dụng những cô gái giàu sang để lấy về làm vợ nhưng giấc mộng không thành của anh ta và bài học cay đắng anh ta nhớ đời và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời chia sẻ bình luận cho những câu chuyện như thế này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào tạm biệt